hai ngày nay, tại các sân bay khu vực phía Bắc đang xảy ra hiện tượng sương mù, mây thấp, tầm nhìn giảm dưới tiêu chuẩn khai thác bay, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay. Rất nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh hoặc bị hoãn, chậm giờ. Nhưng tình hình có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong những ngày tới. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Trong hai ngày đầu tiên của tháng 2 năm 2024, vì lý do thời tiết xấu, sương mù dày đặc gây ảnh hưởng đến tầm nhìn, khiến hàng loạt các chuyến bay đến sân bay Nội Bài đã phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay dự bị như Cát Bi, Đà Nẵng, triển khai quy trình phối hợp điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi đang được áp dụng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM đã thực hiện phối hợp điều hành bay với cơ sở dự báo khí tượng hàng không, trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân bay Nội Bài, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng vụ hàng không miền Bắc. Theo VATM, ngày 1 tháng 2 đã có 5 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh. Đặc biệt, rạng sáng ngày 2 tháng 2 đã có tới 16 chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải chuyển hướng đi các sân bay dự bị, chờ thời tiết tại sân bay Nội Bài tốt lên mới có thể tiếp thu máy bay hạ cánh. Ngoài những chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh, có hàng chục máy bay phải bay chờ hoặc bị hoãn, chậm giờ, kéo theo hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền. Riêng Vietnam Airlines có 14 chuyến bay bị chậm từ 1 đến 6 giờ, gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền thay đổi lịch bay. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Hàng không, kiểu thời tiết nồm ẩm mưa phùn còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 2, tức 26 Tết âm lịch. Thậm chí, hình thế thời tiết này còn có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 8 tháng 2, 29 Tết, vào các thời điểm từ đêm đến đầu giờ sáng. Đêm và sáng rất dễ xảy ra hiện tượng sương mù, trần mây thấp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bay. Trước thực trạng đó, Trung tâm Khí tượng Hàng không sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động trao đổi thông tin, thông báo cho các cơ sở điều hành bay liên quan, kịp thời cập nhật các bản tin dự báo, quan trắc, làm cơ sở cho các hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp và tăng cường công tác tư vấn xu thế xuất hiện hoặc diễn biến của các hiện tượng thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay. Từ đó, Trung tâm Quản lý Luồng Không Lưu sẽ đưa ra những giải pháp để điều tiết luồng không lưu trong khu vực, giúp cho hoạt động bay điều hòa, giảm tối thiểu sự chậm trễ, tắc nghẽn cho những sân bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động hàng không trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay khu vực phía Bắc, để chủ động phòng tránh, hạn chế và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do diễn biến thời tiết. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không, trung tâm quản lý luồng không lưu, công ty quản lý bay khu vực và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng để có kế hoạch, phương án hoạt động khai thác phù hợp, thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển. Cục cũng yêu cầu Tổng công ty Hàng không và các cảng hàng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết tăng cường bố trí lực lượng phục vụ, điều hành tại cảng, kịp thời giải phóng máy bay, phối hợp với các hãng hàng không triển khai các phương án xử lý trong trường hợp hoạt động khai thác bị ảnh hưởng do các tác động của thời tiết. Cục yêu cầu VATM chỉ đạo Trung tâm Khí tượng sân bay khu vực phía Bắc, Trung tâm Quản lý luồng không lưu và các cơ sở không lưu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khí tượng liên quan triển khai CDM kịp thời, theo dõi điều hành hoạt động bay phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ các hãng hàng không và cảng hàng không trong công tác khai thác, bảo đảm an toàn và giảm thiểu những tác động tiêu cực do tác động của thời tiết. Đối với các cảng vụ hàng không, Cục yêu cầu các cảng vụ theo dõi, giám sát, quản lý hoạt động khai thác của các hãng hàng không, các đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không, bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền những vấn đề phát sinh trong hoạt động khai thác hàng không tại sân bay. Ngày 3 tháng 2, tình trạng sương mù và mưa phùn duy trì vào sáng sớm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại nhiều khu vực đô thị như Hà Nội, chất lượng không khí tiếp tục ở ngưỡng nguy hại khi các lớp sương mù dày bao phủ, bụi bẩn không thể khuếch tán. Dù vậy, thời tiết trong hôm nay ở nhiều nơi tại miền Bắc cải thiện hơn một ngày trước, nền nhiệt tăng nhanh, trời hửng nắng về trưa và chiều, độ ẩm vẫn ở ngưỡng cao khiến nồm ẩm tiếp diễn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 2. Ngày 5 tháng 2, miền Bắc đón thêm được không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến thời tiết khu vực có mưa nhỏ nhưng nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm. Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8 đến 9 tháng 2, tức 28-29 tháng Chạp, giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt.
Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ. Vùng núi và trung du có thể rét đậm, có nơi rét hại, mưa chỉ xuất hiện với lượng nhỏ và rải rác. Trong khi đó, mưa khả năng tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ, thời tiết nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 đến 17 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Một loạt chuyến bay bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu ở miền Bắc khiến nhiều hành khách bị đảo lộn lịch trình về quê. Cụ thể, sáng ngày 2 tháng 2, phản ánh đến báo Người Lao Động, chị VH ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chị vẫn đang trên xe khách từ Hà Nội về Vinh, Nghệ An sau khi vạ vật ở sân bay Nội Bài từ rạng sáng. Theo lịch trình, chị VH mua vé máy bay về quê đón Tết, chặng thành phố Hồ Chí Minh, Vinh khởi hành lúc 1 giờ sáng nay, dự kiến hạ cánh vào lúc 3 giờ. Chị VH kể, khi xuống sân bay, cả đoàn khách mới biết máy bay hạ cánh xuống Nội Bài thay vì sân bay Vinh như lịch trình ban đầu. Lúc đó Bamboo Airways mới thông báo do thời tiết xấu, bất khả kháng nên máy bay không thể đáp được ở sân bay Vinh. Hãng hỗ trợ mỗi hành khách 250.000 đồng tiền đi xe khách về lại Vinh. Theo ghi nhận, nhiều chuyến bay của các hãng hàng không bị chậm, hủy chuyến hoặc đáp ở sân bay khác. Chị Đào Ngọc, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước khi khởi hành chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào sáng ngày 2 tháng 2, cũng do Bamboo Airways khai thác, hãng đã thông báo thời tiết xấu không thể đáp ở Hà Nội và sẽ phải đáp ở sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Trao đổi với báo Người Lao Động, đại diện Bamboo Airways cho biết, việc phải hạ cánh ở sân bay khác là sự cố bất khả kháng do thời tiết sáng nay ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có sương mù, thời tiết xấu, mong hành khách thông cảm. Bamboo Airways giải thích, trước tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, buộc hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đi đến tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội và một số sân bay khu vực miền Bắc, chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Trong thông tin mới nhất, Vietnam Airlines thông báo đã phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của sương mù tại miền Bắc và miền Trung. Cụ thể, do ảnh hưởng của sương mù và thời tiết xấu tại khu vực sân bay Nội Bài, Hà Nội, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Phú Bài, Huế, để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines phải điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 tiếng đối với chuyến bay đến, đi từ các sân bay này trong rạng sáng và sáng ngày 2 tháng 2. Có 8 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh và một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Huế cũng bị chậm giờ cất cánh. Tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế hạ cánh xuống đây phải bay chờ trên trời hoặc hạ cánh tại sân bay dự bị ở Hải Phòng hoặc Đà Nẵng đợi thời tiết tốt hơn. Các chuyến bay cất cánh từ Nội Bài cũng phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Gần 30 chuyến bay nội địa và quốc tế khác bị ảnh hưởng dây chuyền, thay đổi lịch bay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!